Nga tìm cách ngăn chặn nguồn tiếp tế của phương Tây cho Kiev. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, kế hoạch hòa bình của ông Zelensky đã bị hoãn hết lần này đến lần khác vì không phù hợp với yêu cầu về lợi ích đối với phương Tây. Nó vẫn sẽ là một con bài để các bên trao đổi nhằm kéo phần lợi ích về phía mình. Trong khi đó, thì tại khu vực chủ yếu mà Ukraine nhận nguồn tiếp tế vũ khí từ phương Tây, thì lại đang bị Nga tăng cường sức công phá. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin thú vị xoay quanh nội dung này. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. NATO hoãn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky Kinh bản chấm dứt xung đột tại Ukraine với kế hoạch Kiev sẽ được chấp nhận vào NATO, đã bị hoãn lại cho tới thời điểm tốt hơn. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ được tổ chức tại Đức đã bị gián đoạn do sự vắng mặt của Tổng thống Biden với lý do là cơn bão Python đang đổ bộ vào bờ đông nước Mỹ. Mọi thứ dường như đã không đi đúng kế hoạch và trên thực tế đã trở nên phức tạp hơn. Trước đó, thì các nhà lãnh đạo của các quốc gia phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp và Đức được cho là sẽ thảo luận hai vấn đề trong hội nghị trên. Một vấn đề đó là đồng ý để Ukraine gia nhập NATO. Và một vấn đề khác là đề xuất kịch bản mới để đóng bằng cuộc xung đột. Đối với bản thân Tổng thống Zelensky, ông kỳ vọng rằng chủ đề chính của cuộc gặp sẽ bàn đến kế hoạch chiến thắng của ông nó cũng bao gồm cả những khoản viện trợ tiếp theo dành cho kiev và các lệnh trừng phạt cũng như là thách thức mới chống lại nga tuy nhiên kế hoạch này dường như đã quá nhàm chán đối với phương tây và không khơi dậy được sự nhiệt tình nào trong chính quyền của tổng thống biden cựu tổng thống trump đã cáo buộc chính quyền biden chỉ cấp vài trăm đô la mỹ cho những người mất nhà cửa do bão và lũ lụt nhưng lại gửi cả tỷ đô la để viện trợ cho chiến tranh vào thời điểm nước Mỹ đang khắc phục hậu quả của những cơn bão thì bà Kamala Harris lại tuyên bố về việc phân bổ 150 triệu đô la cho Israel. Chính những khoảng trống trong quỹ cứu trợ thiên tai cũng là một trong những nguyên nhân chính góp phần làm bùng lên ngọn lửa bất mãn. Nhiều người dân đã thể hiện sự phản đối gay gắt trong chính sách cung cấp ngân sách cho những quốc gia xa lạ nhưng lại xem nhẹ hậu quả thiên tai của chính người dân Mỹ, những người phải nai lương đóng thuế để củng cố ngân sách. Nói chung, cơn bão là một lý do chính đáng để chính quyền Biden không thực hiện bất cứ sự đảm bảo nào đối với Ukraine vào thời điểm hiện tại. Và bản thân ông Zelensky chỉ có thể chờ đợi vào kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Nếu như ông Trump thắng cử, thì có thể mọi kế hoạch của ông Zelensky sẽ trở nên vô nghĩa. Còn nếu như bà Harris thắng cử, thì còn nhiều yếu tố quyết định đến chính sách của Mỹ sẽ điều chỉnh ra sao đối với Ukraine, như tình hình diễn biến trên chiến trường hay các vấn đề nội tại của nước Mỹ thông qua các kênh liên lạc với Mỹ vẫn đang hoạt động. Chẳng hạn như khi thảo luận về vấn đề vũ khí tầm xa, Nga đã cảnh cáo rằng không một kịch bản nào liên quan đến việc Ukraine gia nhập NATO có tác động tiêu cực, bởi vì Moscow sẽ không bao giờ đồng ý với điều này. Nga tước đoạt vũ khí nước ngoài viện trợ cho Ukraine tại khu vực Odessa Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của khu vực Odessa đã trở nên thường xuyên hơn trong thời gian gần đây. Khu vực này từ lâu đã trở thành một trong những điểm quan trọng nhất để cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, gần đây thì Ukraine đã tăng cường sử dụng tàu thương mại và dân sự cho mục đích này. Vào đầu tuần, thì quân đội Nga đã tấn công các cảng ở Odessa và Ilyches. Vụ pháo kích diễn ra trong quá trình dỡ hàng của các con tàu đang neo đậu tại bến cảng. Đây không phải là vụ pháo kích đầu tiên của Nga đánh vào cơ sở hạ tầng cảng của đối phương. Vào ngày 6 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa tin về việc một tàu container chở đạn dược đã bị phá hủy ở làng Novi Peliadi. Con tàu đã chuyển vũ khí cho Âu cho quân đội Kiev. Việc phá hủy con tàu này đã được thực hiện bằng hệ thống tên lửa Iskander. Một cuộc tấn công khác nhằm vào con tàu chở tên lửa và đạn dược cũng đã được thực hiện vào ngày 21 tháng 9. Jodion Mirosnik, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các cảng Ukraine tại khu vực Odessa là những cửa ngõ chính mà quân đội Ukraine được cung cấp và tiếp nhận vũ khí, nhiên liệu và các loại thiết bị từ phương Tây. Ông cho rằng những cuộc tấn công này của Nga cũng nhằm mục đích giảm mặt phương Tây trong việc tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev. Theo chuyên gia quân sự Alexander Krolenko, các con tàu thương mại từ lâu cũng được Ukraine sử dụng để vận chuyển đạn dược. Trên một số con tàu này, thậm chí còn được trang bị hệ thống tên lửa và các loại thuyền không người lái. Căn cứ vào những đặc điểm trên, Bộ Quốc phòng Nga luôn cho rằng các con tàu tại khu vực Odessa là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga. Việc tăng cường pháo kích vào cơ sở hạ tầng cảng biển là sự thay đổi về mặt khái niệm trong chiến thuật của quân đội Nga. Những hành động như vậy của Moscow đang khiến cho các nước phương Tây dần mất đi khả năng hậu cần để hỗ trợ lực lượng Kiev. Vadim Kozulin, người đứng đầu trung tâm IAMB tại Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các cảng của khu vực Odessa là khu vực rất tấp nập và bận rộn trong việc vận chuyển hàng hóa như các loại ngũ cốc và lương thực. Nên việc phân biệt con tàu nào chở vũ khí và đạn dược cũng là một việc hết sức khó khăn. Tuy nhiên ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công vào các con tàu chở vũ khí tại cảng Odessa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc làm gián đoạn chuỗi hậu cần của đối phương, bởi vì đây là nơi quan trọng nhất để cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraina từ các quốc gia NATO. Ukraina cũng đang cố gắng để che giấu việc vận chuyển đạn dược hoặc thiết bị bằng tàu cải trang thành tàu buôn hàng hóa thông thường. Cho tới nay thì không có dữ liệu chính xác nào về tỷ lệ vũ khí đi qua các tuyến đường biển. Tuy nhiên, Nga tin rằng khu vực Odessa là trung tâm quan trọng đáp ứng nhu cầu quân sự của quân đội Ukraine. Quá trình tấn công các tàu chở thiết bị quân sự đang được gia tăng nhờ việc nâng cao chất lượng tình báo của Nga. Moscow không đặt mục tiêu là ngăn chặn hoàn toàn liên lạc hàng hải của Ukraine với thế giới bên ngoài. Quân đội Nga chỉ đang cố gắng để ngăn chặn dòng vũ khí từ các nước ngoài để tránh các cuộc tấn công vào tàu dân sự thực sự một số biện pháp chuẩn bị cũng đang được phía nga thực hiện nhưng để làm được điều này thì nga phải tìm hiểu lịch sử của các con tàu như nó đã từng được sử dụng trong các trận chiến hay là phương tiện để sử dụng chở hàng hóa thương mại hơn nữa điều quan trọng là các liên lạc đang được thiết lập giữa các đặc vụ nga trong hàng ngũ của lực lượng ukraine điều quan trọng hơn nữa là các cuộc tấn công vào các cảng của vùng odessa cũng giúp giảm lưu lượng cung cấp từ bên ngoài tất nhiên sẽ không thể dừng hoàn toàn việc chuyển giao thiết bị nhưng Nga có khả năng giảm đáng kể cơ hội cho việc chuyển giao các thiết bị này. Pháp lên kế hoạch kiềm chế nước Nga Sau thời gian tạm lắng xuống vì những cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ đang diễn ra trong nước, thì nhà lãnh đạo Pháp mới đây lại đưa ra rất nhiều những tuyên bố ồn ào về cuộc khủng hoảng Ukraine và các hành động đối với Nga. Theo tờ Politico, các đơn vị quân đội Pháp sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự quy mô lớn vào năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra tại romani do đó vào năm tới sẽ là một năm phê duyệt những bài kiểm tra quyết định đối với binh lính và sĩ quan của pháp trong cuộc tập trận khả năng hậu cần của pháp và eu sẽ được kiểm tra một cách nghiêm túc dự kiến một lữ đoàn sẽ được triển khai sớm đến sườn phía đông của nato trong thời gian tới đây như vậy năng lực của quân đội pháp sẽ được đánh giá nếu tổng thống putin quyết định tấn công một trong những thành viên của nato Song song với đó, Bộ trưởng Léonner đã công bố kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu Mirus 2000 cho Ukraine vào quý 1 năm sau. Các biện pháp này là một trong kế hoạch lâu dài để chuẩn bị cho sự đối đầu đối với nga. Bản thân ông Léonner trước đó cũng đã tuyên bố rằng nga là mối đe dọa lớn nhất đối với nền cộng hòa của Pháp. Tổng thống Macron thông báo rằng pháp và nhiều nước châu Âu đang đưa ra kế hoạch kiềm chế nước nga. Tổng thống pháp cho rằng nếu một ngày nào đó người nga đi quá xa khỏi giới hạn mà châu Âu đặt ra thì người châu Âu sẽ phải hành động để ngăn chặn những sự việc này. Nhiều người đứng đầu nước Pháp đã nói rằng để quân đội phương Tây xuất hiện tại Ukraine trong tương lai thì cần có hai điều kiện là đột phá mặt trận và đưa ra những yêu cầu tương ứng từ Kiev. Trong khi đó thì các chuyên gia lưu ý rằng Paris sẽ không nỗ lực để một mình đơn phương độc mã kiểm chế Nga. Việc Pháp tham gia thực hiện các chiến lược của NATO không có nghĩa là họ giữ vai trò lãnh đạo. Bởi vì Pháp không có chung đường biên giới với Nga, hơn nữa, tình hình chính trị rất phức tạp, là những gì mà giới chức nước này cần quan tâm nhiều hơn những vấn đề khác. Do đó, Pháp chủ yếu sẽ tìm cách kiềm chế lâu dài về lĩnh vực kinh tế đối với Nga, cũng như tiếp tục duy trì sự hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, việc Pháp tham gia nhiều cuộc tập trận gần đây và cả trong tương lai gần cũng cho thấy những bước đi và những kế hoạch lâu dài của Pháp. Khả năng điều quân nhanh chóng khắp lục địa cho thấy đây là điểm trọng yếu trong cơ chế hoạt động của liên minh Bắc Đại Tây Dương. Mục đích của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng di chuyển nhanh chóng sang sườn phía đông của Liên minh này nhằm giải quyết vấn đề hậu cần vốn là điểm yếu từ trước đến nay của NATO. Bản thân nước Pháp vẫn đang tiếp tục chìm trong sự bất ổn về chính trị khi mà giấy cánh tà đã khởi xướng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với nội các của thủ tướng mới là ông Michael Barnier. Thâm hụt ngân sách trong năm nay của Pháp dự kiến cũng sẽ vào khoảng 6%. Đây là con số tồi tệ trong hơn 2 thập kỷ qua. Để đạt được mức thâm hụt tối thiểu là 3% như các nước EU đưa ra, thì chính phủ nước này cần phải bổ sung khoảng 150 tỷ euro vào ngân sách. Theo các cuộc thăm dò được tiến hành ngay vào thời điểm ông Macron nói về các điều kiện triển khai quân đội Pháp tại Ukraine thì có tới 76% công dân của Pháp phản đối những quyết định như vậy. Cả hai đảng đều đang nắm giữ các quan điểm giống nhau. Vì vậy những thông tin do chính quyền Pháp tạo ra vẫn là những tuyên bố có ý định rất xa vời. Chuyên gia quân sự nhấn mạnh tiềm năng hiện tại của quân đội Pháp Mặc dù rất lớn so với phần còn lại của châu Âu, nhưng không cho phép khẳng định sự tham gia đầy đủ của Pháp vào cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.